kia lên đấm nhau cho. Ừ. Nói nữa. Ôi cái kia, ôi, thằng này, thằng này võ công cao cường quá, thằng 2K11 kìa, thằng ngoài một khoảng, có hỏa quyền đấy, nó có hỏa quyền đấy. Đấy trưởng. Hey, hello sư tử các bạn. Mình là Mikey Tyson. Và hôm nay Chun sẽ dạy ba học trò đây cách đấm bốc, được chưa? Đấy. Là mà chúng ta có một cái riêng sâu bạch liên quan đến đấm bốc. Chúng ta sẽ dạy một con lợn với hai quý cô có giá ấy, để đấy, cái tự vệ đấy. Lợn muốn tập đấm, lợn muốn tập đấm bốc không? Thêm kêu gọi đăng ký. Lợn biết đấm bốc lợn. Không, nhưng mà nhìn cái này cũng ổn phết. Ai ơi, mọi người ta đấm nữa xem. Mọi người đỡ đi con nào, đỡ đi con nào. Ủa, đỡ được. Kakashi, Kakashi treo mắt. Rồi, mục tiêu rồi, vừa vào boxing mà đã giết người rồi anh em ơi. Đấm chỉ bóng hòn. Giết được người không? Lợn chết rồi. Tập lịch em ơi. Được sao. Ê ơi, thằng ngu ra. Ôi trời. Ok. Ôi. À. Kèn rớt rồi. À, và trong cái bộ môn này thì mình có một skill rất là đặc biệt, đó là hỏa quyền nha. Anh em muốn xem hỏa quyền không? Được. Hỏa quyền trượt. Tí rớt. Hỏa quyền. Nào hỏa quyền nào. Đây, đứng đây. Hỏa quyền đâu? Ui, hỏa quyền nhờ. Thế trò ấy. Ê, nổ cũng quyền này. Ôi trời ơi, không có cái quyền nào mạnh bằng chính quyền hết anh em ạ. Chém nhau. À nhỉ, nắm nhanh. Xuống dưới. Đâu. Chết cơ. Mạch ta. Chó sủa kinh quá. Ok, lên đấm nhau cho. Nói nữa. Ôi, giờ còn blue kìa. Blue chết. GG, nhanh người ta. Nhanh quá, trời ơi. Gì trời. Tôi pháp gì. Coi ở đây có bị khác team nó phòng như chả có ai. Không. Alien. Thế Alien. Anh Liêm. Anh Liêm. Anh Liêm. Mày anh Liêm mày. Ấy đã bóp vào sao nhìn như đùa gà nhỉ. Nhìn cái kiếm gỗ gì khác chỉ đùa gà. Ok. Để nùa anh em ơi, để nùa. Để nùa. Ôi, thằng này võ công cao cường ghê. Thằng này võ công cao cường quá, thằng 2K11 kìa, thằng 2K111 kìa. Ôi trời ạ. Có một thằng Ken O. Cắm gì đấy? Ken O. Nó làm gì vậy? Nó hồn đầu về. À, không. Ha ha. Được. Xuống dưới. Break the pad. Đập. Tăng What the fuck? Lợp này ham ăn quá. Lợp này hơi ham ăn. Lợp biếu cho mày mấy vàng làm gì á. Cô cức cho chun đi cho tôi đéo. Ôi, cô cức thì chó đi sao cho chun. Nó thế thì chịu ơi. Có mà Drake. What the fuck? Drake. Ôi. Nó giả đó. Đúng rồi. Mạch tai sơn. Hay quá. Vô.
Đang tôi đã có một đoạn về 3F rồi, bây giờ một đoạn về hello. Nhận thấy ui da đen. Nick. Đi đây Nick à. Rao rao tôi bảo rồi, nhưng mà sao tôi thấy mấy ông skin Steve Alex vậy? Ken bảo là skin anh em mình là Steve Alex đúng không? Uh-huh. Skin Ken là Alex. anh em mình ở dương còn Ken ở âm. Âm dương khác biệt rồi. Ôi trời. Âm dương khác biệt. Ô xe buýt hôm nay chật nít. Nít gà. Sợ xe buýt định chật nít gà được đi khủng bố à. Ê, á, đủ bác. Á. Fuck. Cái gì ấy? Chúng nghe cái gì ấy? Thật, cái gì? Phải chấm. Chúa này. Chú à? Rồi, thấy rồi, thấy mày rồi, thấy mày rồi. Ai, mày thấy mày... Dạ. Này cái à, lượng đấm nhau, đấm toàn tiếng ba chỉ này. Đó đây rồi. Đi cho ăn. Trời ơi, đánh toàn rớt ra ba chỉ rồi này mà. Đấm cái mỡ dính vào tay á. Nạc rơi ra cả đống. Không sao biết được. Trời ơi. Trời ơi, cái dùng sắt 6 sắt cương. Mày cứ đi tìm cái sao xây rồi. Oh shit. Ok. Ai. Mẹ con Chu Giang này. Kìa. Hay quá. Đù. Trời, đưa bạn chạy. Mở đường rồi. Ê, INC. Ờ, vàng, yellow, trẻ lắm. INC, yellow, ôi rất mẹ rồi. Bấm nó, phải chém nó. Đầu sống. Qua luôn. Ôi, chết rồi, mất dương rồi, mất. Oh shit. Chúa chết rồi. Oh, hell. I'm coming. Đu. 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 Mày. Ôi mày bốc sao? Mày chơi bốc sắt hả mày? Đây nó có bầu nha anh em. Ai có xin mà. Phải gì à? Trong phố quyền anh không được dùng vũ khí tầm xa nha. Không được dùng súng. Quả quyền. Quả quyền. Trang đồ chiêu thức quá ngầu. Wow. Hai pistol, hai pistol đây. Hold on. Thành cuối. Không biết cay. Chú này, ông biết cái tiếng đánh nhau của bộ tang hồ là gì không? Ngày xưa nhá, quê nụ ở Hải Phòng mà bố nụ cũng ở Hải Phòng luôn. Hay là bố nụ ở cái khu ở xóm bố nụ hay là toàn mấy thằng nghiện thôi. Bà biết gì không? Bố nụ chơi cả mấy thằng nghiện luôn. Ôi trời ơi. Ơ bố ổn thế nào? Ồ. Cục.
Đi chăng. Bố y a y. What the fuck? Ông vừa nói là bùn ỉa à? Còn tôi là ý là Italia. Boxing. Ý là ý là u i a i. Rót vãi. Ê ơi, lại tốt rồi. Anh đi với chú. Tôi chẳng có ai cả tôi đâu luôn. Lập 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 lập. I'm coming. Lập lập. Ui ai. Ủa? Hay quá. Chúng ta và xong kết thúc một trận đấu quyền anh á, thì chúng ta phải biết là respect đối thủ được chưa? Đó, chúng ta nó sẽ nhắn gì? Kiki. 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 Sao ghê nó xung phá vào đây. Học những cách tôn trọng đối thủ. Không phải respect rồi. Ai? Ủa? Thế gì vậy? Ủa cái chun chun chết luôn mà. Cái banh này khó gì gì quá. Thật bắt nãy dùng để đi đánh nhau thôi, chứ không dùng để đi bi cái cua. Bách này dùng gầy. Bách này sẽ gầy. I do. Ơ! O e e e a e. Ôi cứ tưởng kêu chun. Phun phun. Ê ê, hai thằng cái đi ông ơi, đi. À, đấm đau quá hả? Chim bồ hít luôn mà. Mày béo vậy? Đó. Ok. Trần Bình. Trần Bình. Mình. Giờ hậu quả có biết đâm đau nhiều quá. Không cái gì vậy trời. Nghe như tiếng tổng kích à. Cố thắng nó thôi. Đi giờ. Chắc vậy. Ôi hỏa quyên. Ôi. Let's go. Gugu ya ya. Ok và yes sir. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này nha. Mike Tyson đã giúp ba học trò này boxing cho dùng giang hồ à. Mày lớp 7 mà bố mày sợ cái gì? Ok, thế thôi nha. Ờ, thế thôi, anh em nói chung đấm bốc này anh em có thể tạm biệt ở Asia. Ok, bye bye anh em, nếu anh khi vừa này, chúng mình like, subscribe, yes. Ok, yeah. Đấm bốc vào đây.